Ngày 7 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Duy Hùng, 40 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy hy sinh khi chữa cháy. Sau phần thủ tục, kiểm sát viên công bố bản cáo trạng. Khi công bố bản cáo trạng, nữ kiểm sát viên xúc động trước sự hy sinh của 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy nên đã bật khóc. Khoảng 15:30 đám cháy được khống chế, toàn bộ nhân viên trong quán được cứu hộ cứu nạn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác đưa được thi thể anh Quân, anh và anh Tiến ra khỏi hiện trường. Đến 0:30 ngày 2/8, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Hậu quả vụ cháy là anh Quân, anh Phúc và anh Tiến hy sinh tại hiện trường, đồng thời làm hư hỏng đồ đạc. Sau đó, chủ tọa phiên tòa đề nghị kiểm sát viên có thể tạm dừng vài phút để kìm nén cảm xúc. Theo công bố cáo trạng, ngày 19 tháng 3 năm 2018, Phạm Duy Hùng mua lại cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke ISIS tại căn nhà số 231, phố Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội của anh Nguyễn Duy Trung. Hùng sử dụng 9 phòng từ tầng 2 đến tầng 6 của ngôi nhà để làm phòng hát karaoke. Đến tháng 2 năm 2022, Hùng đã thuê người cải tạo, cơi nới thêm 2 phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, trần thạch cao, gắn các lớp cách âm, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện, điều hòa và trang trí để phục vụ cho việc kinh doanh hát karaoke mà không thông báo chính quyền địa phương. Khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dàn lạnh điều hòa tại phòng hát 702 thuộc tầng 7 làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh. Nhận được tin báo, ca trực do ông Đặng Anh Quân, trực chỉ huy, đã điều động 2 xe chữa cháy tới hiện trường. Tham gia đội cứu nạn cứu hộ có các chiến sĩ Đỗ Đức Việt, 25 tuổi, Nguyễn Đình Phúc, 19 tuổi, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy. Do nghĩ còn người mắc kẹt trong quán karaoke, ông Quân và 2 chiến sĩ Việt, Phúc tiếp tục vác vòi phun nước lên tầng 4 của tòa nhà để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ chữa cháy. Lúc này vật liệu rơi xuống chặn cầu thang, bịt lối thoát làm cả 3 người mắc kẹt tại tầng 4. Hậu quả vụ hỏa hoạn làm 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên hy sinh tại hiện trường. Đồ vật và tài sản trong căn nhà trên bị hư hỏng.